như là mạng lưới nội sinh chất, phúc hợp logi và ribosome, phi thải độc thể và đáy lido. Khi mà mình bỏ hết tất cả các bầu quang ra thì nó sẽ là một cái dịch trong suốt, nó gọi là chất nền. Thì cái trong cái chất nền này nè thì nó có chiếm hầu hết là nước, protein. Thì các lượng protein ngoài ra còn có các enzyme, các ribosome, các ARN. Ngoài ra có lipid, glucid, acid amin, nucleosid và nucleotide và các ion nữa. Và tất cả nó giống như nó có nguyên liệu để cho nó hoạt động, nó cần tham gia cái gì thì nó sẽ làm cho dùng cái đó. Thì cái nói chung nó giữ vai trò quan trọng là do nó chứa những thành phần như vậy, do đó nó tham gia, nó là nơi mà thực hiện các phản ứng trao đổi chất của tế bào và các chuỗi phản ứng và các biến đổi của trạng thái vật lý của thể của nó đều ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất. Nó điều hòa hoạt động của các chất và các vật liệu tổng hợp như tổng hợp đường, tổng hợp mỡ và glycogen. Ví dụ như đường mà dư nhiều quá thì nó sẽ tổng hợp về glycogen để tích trữ dự trữ trong gan. Còn nếu mà mình hạ đường huyết thì cái glycogen này được phóng chất ra để nó đi giải ra thành đường để cung cấp cho cơ thể mình hoạt động tiếp. Thì mà hoạt động sống của tế bào đều xảy ra trong tế bào chất và do các bào quang riêng biệt nó sẽ có chức năng riêng để điều phối tất cả các hoạt động của tế bào. Thì đó là nói về tế bào chất này, cô lướt qua tổng hợp và lát nữa cô sẽ vô từng phần. Ví dụ mạng lưới nội chất thì nó là có cấu tạo là một hệ thống các túi nhỏ dẹp song song nối thông nhau thành mạng lưới ba chiều. Mỗi ống một túi đều bọc bởi một màng lipoprotein độ dài 75 angstrom. Nói chung cái mạng nào của các bất cứ bào quang nào nó cũng tương tự với cái màng của tế bào mà sinh chất hồi nãy mình học. Nó đều có cái màng kép của lipid. Thì phía ngoài màng lợi cái lưới nội sinh chất á, thì thông môi trường ngoài. Ở phía trong thì thông với khoảng quanh nhân. Lòng mạng lưới thì nó đường kính khoảng 250 angstrom đến 500 angstrom. Mức độ phát triển của mạng lưới nội sinh chất là tùy thuộc vào tế bào và tùy vào giai đoạn hoạt động của tế bào. Thì có hai loại lưới nội chất là nó dựa vào cái hạt ribosome bám vào. Nếu lưới mạng lưới nào mà có hạt ribosome bám vào thì nó gọi là lưới nội sinh chất có hạt. Và cái nào mà không có hạt thì gọi là lưới nội sinh chất nhẵn. Thì đối với mỗi loại lưới nội chất này thì nó sẽ cũng có những chủ khác nhau, nó sẽ tổng hợp khác nhau. Thì thành phần hóa học ở đây nè, thì đây là có những smooth là không có hạt, còn đây là có những hạt ribosome nó làm cho bề mặt gồ ghề, nó là lưới nội sinh chất có hạt, còn đây lưới nội sinh chất không hạt. Đây là ribosome bám vào, là màng cơ sở của nó cũng y như là cái màng của tế bào mình. Đây là nó diễn tả là hình thành cái thông bào trong quá trình hoạt động của nó. Thành phần hóa học cũng có folic và protein. Chức năng nó là tập trung cô đặc cách một số chất từ ngoài tế bào vào trong tế bào, tổng hợp các chất như là lưới nội sinh có hạt thì mình tổng hợp protein, còn không hạt thì sẽ tổng hợp glycid và lipid và vận chuyển và phân phối các chất. Phần lớn các lipid góp phần trong cái hình thành của màng tiêu thể và peroxisome. Mình lướt qua cái tiêu thể đó rồi mình vô từng cụ thể nha. Bây giờ mình qua cái tiêu thể. Tiêu thể của hình dạng số lượng của nó cũng tùy thuộc vào từng cái loại khác nhau. Thường có dạng sợi hoặc hạt hoặc là cả hai loại luôn. Ví dụ như ở gan thì tiêu thể có dạng hạt sang sợi và ngược lại, còn các tế bào ruột dạng sợi nằm phần ngoài còn dạng hạt thì nằm phần trong. Kích thước cũng thay đổi tùy thuộc vào tế bào, số lượng cũng các loại khác nhau thì cũng tùy thuộc vào khác nhau. Ví dụ tế bào gan ở chuột thì khác và tế bào còn trong tinh trùng thì khác.
ti thể cũng có hai lớp màng giống màng tế bào, có màng ngoài và màng trong. Thì đảm bảo màng ngoài thì dạy 60 angstrom tính thắng của ti thể, còn màng trong thì từ màng trong sẽ hình thành các máu nối, cái máu lồi ăn sâu vào trong xoang ti thể, gọi là tấm hình răng lược. Thì màng trong xoang ti thể nó lại chia thành hai xoang nữa là xoang ngoài, thì nằm giữa màng trong và màng ngoài, rộng khoảng 60 đến 80 angstrom mà thông với xoang của các vách răng lược. Còn xoang trong được giới hạn bởi màng trong và chứa các chất nền ti thể gọi là matrix. Chất nền thì thường là đồng nhất. Đôi khi có những cái sợi mỏng hoặc nhỏ có mật độ điện tử cao, thì tấm hình răng lược là những cái vách ngăn không hoàn toàn. Cái số lượng của răng lược cũng khác nhau ở các loài khác nhau. Thì trong cái ti thể nó sẽ có đến những cái khối hạt hình cầu, thì đó là những hạt cơ bản. Thì những hạt này nó có chức năng đặc biệt là nó sẽ thực hiện phản ứng oxy hóa khử, giải phóng điện tử và vận chuyển điện tử để tổng hợp ATP và thực hiện phản ứng phân giải ATP và cung cấp năng lượng cho hoạt động của tế bào. Đây là cấu trúc của ti thể. Nó cũng giống như nhớ, nó cũng tạo ra ATP. ATP là nó tích trữ, rồi sau đó khi mà nó cần năng lượng, các cơ quan khác cần năng lượng, nó sẽ phân tích ra ATP, giải phóng ra để cung cấp năng lượng. Thì nó có chất nền là cái matrix, nó như là gọi là sinh chất đó, đó. Cái tế bào chất đó, tương tự vậy, thì nó sẽ xảy ra những cái phản ứng trao đổi hay gì trong cái chất nền matrix này. Và các xoang đó, và những cái hạt porin nó cũng không tất cả những cấu trúc đó, nó sẽ tham gia trong cái hoạt động của ti thể. Thì trong ti thể cũng tất cả đều là có những thành phần cơ bản như là protein, lipid và ARN, ADN và lycogen. Ngoài ra để thực hiện các phản ứng trao đổi để tổng hợp nên cái ATP hay là giải phóng ATP, thì nó cũng phải sẽ cần những cái hệ enzyme tham gia vào quá trình hô hấp. Những hạn như là succinate dehydrogenase và các enzyme NAD để chuyển điện tử, tham gia trong các chu trình prep hoặc là chu trình đường phân. Khi tổng hợp thì nhờ các hệ thống kiểm gen enzyme này, thì trong cái chu trình prep thì nó sẽ tổng hợp ra các ATP để dự trữ. Ngoài ra nó lại là nơi cung cấp, chính là nó dự trữ, do nó sẽ cung cấp ATP cho các hoạt động của tế bào và tổng hợp các chất chủ yếu cần thiết cho hoạt động của ti thể như các enzyme, hô hấp và protein. Đây là chu trình đường phân. Thì tất cả các chu trình trong chu trình đường phân nó cũng tạo ra ATP, chu trình prep cũng tạo ra ATP và chuỗi chuyển điện tử. Trong hô hấp thì nó cũng tạo ADP, ATP. Chính ATP này sẽ dự trữ nó, và khi nào cơ thể hoạt động chỗ nào cần ATP năng lượng thì sẽ phóng thích ra để cung cấp năng lượng cho tế bào ha. Thì nguồn gốc phát sinh nó cũng chỉ nói là giống tiến hóa thôi. Thì cái ti thể nguyên thủy thì nó lại xuất phát từ cái sự phân hóa màng sinh chất ăn sâu vào tế bào, nó diễn ra sự tiến hóa và tạo thành cái răng lược, rồi tạo thành cái bào quang. Thì đó là cái ti thể ở vi khuẩn. Rồi sau đó người ta phát hiện ra trong tế bào eukaryote thì tế bào có sự kết quả cộng sinh cũng từ vi khuẩn với tế bào. Thì do vì tế bào ti thể có trong cái có chứa ADN cũng giống như ADN vi khuẩn, và ribosome của ti thể cũng kích thước gần giống ribosome vi khuẩn, do đó cơ chế hoạt động, do đó họ nghĩ là nó đều có nguồn gốc phát sinh. Và cơ chế hoạt động của protein trong ti thể đều có đặc điểm giống vi khuẩn ha. Do đó đây là sơ lược của tế bào chất với lại ti thể lưới nổi sinh chất.
son bám vào ha, cái tiên thể ha, cái năm đây là nhau. Thì anh em mình sẽ nói đến đứa nào sinh chất và nói luôn cái thể Golgi, tại vì trong hoạt động mà tổng hợp á, thì đứa nào sinh chất với thể Golgi nó kết hợp với nhau để hoạt động. Đây là nước hệ sinh chất, ribosome bám vào. Đây là cái không có hạt và không hạt, smooth là không hạt. Còn đây là có hạt. Cái đây là cổng cis và đây là cổng trăng. Lát nữa mình sẽ học Golgi mình sẽ hiểu hơn. Nước hệ sinh chất thì bào tư của nó cũng có một mạng lưới ống. Mình nãy mình có thấy hình ảnh ha, thì tạo nên bởi các màng bào tương và các khoang. Thì hệ thống bào tương thì gọi là lưới nội sinh chất. Thì một số vùng á thì nó sẽ có gắn cái hạt polyglucose, thì nó làm hình thành cái hai loại dạng lưới, lưới nội sinh chất có hạt và lưới nội sinh chất không hạt, như cái bài tổng hợp nãy mình đã nói. Đây là hình ảnh cụ thể ha, cái đây là lưới nội sinh chất không hạt và ở trên là có hạt, và các hạt đó là chính là ribosome. Đây là hình ảnh của tế bào. Cái lơ bộ Golgi sẽ gần với cái lưới nội sinh chất có hạt, để sau khi tổng hợp ra nó sẽ đưa qua cái bộ cái thể Golgi. Đây tiên thể và đây là ribosome và đây tiên thể ha. Và nhau ở đây. Đây hình ảnh của một tế bào. Mình cũng tương tự như vậy. Đây là hình vẽ. Nên khi mà lát nữa tổng hợp xong cái ribosome, ribosome gắn vào các lưới nội sinh chất có hạt, nó sẽ tổng hợp lại cái in và nó sẽ đưa qua cái thể Golgi. Thể Golgi sẽ nhận. Chính vì vậy nó phải ở gần lại để nó nhận. Cái đây là thành phần chức năng chính của cái tế bào eukaryote và số lượng. Cái số lượng tế bào của trong cái tế bào gan ha, thì mình thấy cái số lượng được khác nhau hết của từng cái loại tế bào. Ví dụ ở cơ quan nào thì cái số lượng tế bào sẽ khác nhau. Tương tự đây cũng có hai loại, là ở tế bào gan và ở tế bào tụy. Đây là hình chụp, là một bên là có hạt là mình biết rồi. Bây giờ mình vô lưới nội sinh chất có hạt, vì nó là một hệ thống, nó lan tỏa toàn bộ tế bào chất, rất là rộng, có các túi dẹt và các ống nhỏ. Tạo ra một không gian riêng biệt, cách biệt với tế bào chất. Nó nối với khoảng quanh nhân. Bạn thấy nó một bên đó là bên tế bào chất, bên là quanh nhân. Và nối với màng tế bào và thông qua khoảng nhân bào. Thì lưới như nãy đã nói, lưới nội sinh chất có hạt thì có các hạt polyribosome gắn lên bề mặt. Và các hạt này sẽ bắt màu base là màu hồng dưới kính hiển vi quang học. Màu base là màu hồng. Tỷ lệ protein trên cái lipid đó cũng cao hơn là ở màng tế bào. Nhưng nhìn xét chung nó cũng giống là nó cũng là màng. Màng này cũng lỏng lẻo hơn màng tế bào vì cholesterol nó không có bằng cái màng sinh chất của mình hồi nãy mình nói. Phosphocholine thì nó nhiều hơn, có nhiều enzyme hơn. Tại vì đây là nơi tổng hợp, do đó nó sẽ có nhiều protein enzyme và có những chuỗi vận chuyển electron tham gia trong quá trình tỉ phân. Đây là màng của lưới. Lưới nội sinh chất có hạt thì nó sẽ thu giữ các protein, không phân tán vào dịch bào tương, khởi đầu của sự lipogen hóa các
glycoprotein tổng hợp phospholipid tạo protein chuỗi và chỉnh sửa các polypeptide sau dịch mãn. Nghĩa là trong quá trình mà tổng hợp protein nó sẽ diễn ra trong lưới nội sinh chất có ngạc. Đây là quá trình tổng hợp của nó nha. Ở trong nhân thì nó sẽ nhân đôi. Khi mà sau đó nó sẽ tách ra làm khuôn mẫu, nó tạo ra ARN. ARN thông tin sẽ chuyển ra, mình sẽ tổng hợp trên đây. ARN thông tin thì các ribosome mà có trên cái màng của lưới nội sinh chất có ngạc nó sẽ gắn vào và tham gia quá trình giải mã, phiên mã ra protein. Nó tương tự, đây là nó tổng hợp các polypeptide. Đây là những cái mà sẽ phiên mã ra những protein. Dựa vào các acid amin thì nó sẽ ra những cái protein đặc trưng của nó. Đây là lưới nội sinh chất, mình là các ribosome và các trên là ARN thông tin. Tất cả quá trình này đều nhờ cái hệ thống enzyme. Đây là so sánh sơ về cái tế bào sơ, tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực ha. Thì cái sự khác nhau ở chỗ là cái ribosome á, nó khác. Ví dụ tiểu đơn vị của nó cũng khác. Ví dụ ribosome của tế bào nhân sơ thì có 5S là tiểu đơn vị, rồi 23S, 16S. Còn riêng cái nhân thực thì có 5S, 28S, 5-8S và 18S. Nên người ta sẽ nói là phân biệt ribosome ở hai thể nhân sơ và nhân thực. Đây là cái sơ đồ mà chuyên chở protein sau khi mà nó được tổng hợp á, thì nó sẽ chuyên chở nhờ cái thì quá trình tổng hợp protein á. Thì nó trước tiên là ribosome nó sẽ bám vào ARN thông tin và peptide gắn vào phân tử nhận biết tín hiệu. Ribosome gắn vào lưới nội sinh chất có hạt nhờ sự nhận tín hiệu của phân tử đó gắn vào thụ thể ribosome. Peptide sẽ bị loại khỏi peptidase và mở một gen ở lưới nội sinh chất hạt và cho phép protein đi tiếp tổng hợp từng đoạn protein. Ribosome tham gia vào quá trình tổng hợp của protein nha. Cái này là cái màng của thi thể của lưới nội sinh chất nè. Còn đây là hạt ribosome bám vào. Còn cái đây là ARN thông tin sau khi tổng hợp nó sẽ đi ra lại lưới nội chất để nó tham gia vào tổng hợp protein. Đây là các protein polypeptide nó được tổng hợp. Và đây là protein cấu trúc. Như là mình muốn mà thực hiện cái gì á là mình phải có sự cho phép chứ không
có tổng hợp tràn lan. Nếu mà một protein được tổng hợp không có sự kiểm soát thì nó sẽ gây đột biến. Một tế bào nó tăng sinh bất thường thì nó sẽ gây đột biến, dẫn đến tình trạng như là ung thư. Ung thư thực tế nó chỉ là cái sự kiểm soát không được. Do đó những đây là những cái quy trình mà nó muốn tổng hợp thì nó cũng phải có một cái chất điều khiển cho phép nó, và có một cái chất tín hiệu là đến bắt đầu tổng hợp đi. Thì đó, những cái chất này nó sẽ là cái dấu hiệu để cho nó biết là nó phải tổng hợp, chứ không nó sẽ tổng hợp tràn lan nếu không ai báo cho nó biết. Thì tương tự khi dịch mã rồi á, thì trong quá trình nào cũng vậy, nó cũng sẽ có những cái sai sót. Thì nó cũng có một cơ sở cơ quan là sửa sai dịch mã, nên có gọi là một cái hệ thống hoạt động trong tế bào nó rất là kỹ luôn, để cho cơ thể nó hoạt động ổn định. Thì các protein mà khi tổng hợp tại lưới và sinh chất có hạt, nó sẽ tích trữ bên trong tế bào ở lysosome và các hàm chuyên biệt của bạch cầu, và tạm tích trữ trong tế bào và chờ giải phóng khỏi tế bào như ở các tế bào tụy ha, và tham gia tạo màng tế bào. Tại vì nó có tổng hợp lipoprotein nên nó cũng là thành phần của màng tế bào, nên nó là nơi để tổng hợp các chất cần thiết cho cơ thể đó. Đến lưới nội sinh chất trơn thì họ làm, nó làm gì nè? Nó cũng có cấu trúc như là màng bào tương. Không hạt thì khác ở điểm là nó không có các lipoprotein, lipoprotein nên nó không có tham gia tổng hợp protein được. Nó có hình ống và nó có cái hệ ống mà có nhiều dạng kích cỡ, chứ không có phải là những dạng đĩa chồng lên. Do đó khi mình nhìn vô mình có thấy nó hình ống chứ không phải hình dĩa. Thì nó cũng có chức năng luôn. Nó không tổng hợp protein nhưng nó có nhiều cái tế bào tạo ra hormone và các men trong quá trình tổng hợp steroid. Có nhiều ở các vùng gan, nó thực hiện oxy hóa và kết gắn metin hóa để phá hủy các hormone trung hòa các chất độc hại như rồi. Do đó đây là giống như là những nơi mà nó sẽ bảo vệ, còn kia là sẽ tạo ra. Nó tổng hợp lipid nè cho tất cả các loại màng bào tương, rồi phosphoryp được vận chuyển từ lưới nội sinh chất không hạt đến màng bào tương theo cách tức là các hạt nó tách ra khỏi lưới không hạt và di chuyển vào khung tế bào nhờ các protein vận động. Đó là tại sao mà có nhiều protein đó và có sự thông nối trực tiếp qua các protein chuyên chở. Do đó khi mà nói là cái hình thức vận chuyển qua màng hay nọ là nó đều có các protein vận chuyển, hoặc là chỉ có thụ động thì nó mới không cần protein thôi. Nó có thể nó thua theo dạng khuếch tán hoặc ảnh thấu. Ngoài ra cái lưới nội sinh chất có hạt không hạt này nó chứa các men glucose phosphate, có vai trò trong việc sử dụng đường glucose từ glycogen của tế bào gan. Và nó có những cơ thể mà em bé sơ sinh á, người ta hay là xét nghiệm các chất này để coi là bé nó bị cái giai đoạn nào mà không có tổng hợp được cái men này. Men này cũng có trong cái lưới nội sinh chất có hạt nhưng không phân biệt hoàn toàn về chức năng, nó chỉ biểu hiện chức năng rõ lưới nội sinh chất không hạt. Và ngoài ra lưới nội sinh chất không hạt nó lại tham gia trong việc co cơ của cơ thể. Đó là protein nó chuyên chở các phospholipid sau khi tổng hợp ra ở trong mạng lưới không hạt. Còn đây là nói là quá trình tổng hợp protein nó tạo ra những cái polypeptide. Đây là sau khi nó vận chuyển đây nè, khi nó ARN thông tin các ribosome ở trên cái màng, sau khi nó sẽ tổng hợp ra được cái protein, những cái polypeptide nó sẽ đóng gói lại và bắt đầu nó vận chuyển đi đến cái nơi mà đang cần.
Dạ qua cái màn cái tế bào chất với lại là đứa nào sinh chất rồi. Em có hỏi gì không? Em đi tiếp nữa. Giờ mình qua cái bộ máy Golgi ha. Bộ máy Golgi nó sẽ tiếp xúc với cái lưới nội sinh chất, cái hệ thống lưới để cung cấp các chất đã được tổng hợp đi đến những nơi đang cần thiết. Đây là bộ máy Golgi. Đó, bộ máy Golgi thì nó sẽ có hai mặt ha, mặt cis và mặt trans. Cis là các chất tổng hợp sẽ qua đường đó và mặt trans sẽ di chuyển đi. Đó là hình ảnh của các thể Golgi ở động vật, ở thực vật. Thì bộ máy Golgi đó nó cũng là ống lưới luôn, nhưng điều nó có cấu trúc và chức năng phức tạp hơn. Nó là một chồng túi mỏng hình chữ ấn cầu xếp song song với nhau thành hệ thống túi dẹp. Nó cũng hệ thống túi nhưng nó sẽ khác với hệ thống lưới nội sinh chất, và nó nằm gần đầu tế bào. Mỗi túi dẹp có một hình lưỡi liềm, bờ mép túi ngoài thì lồi, bờ mép túi trong thì lõm. Đó là chức năng đặc biệt của nó để nhanh vận chuyển các chất. Túi và màng này mỏng hơn hệ lưới nội sinh chất. Túi mà càng về phía trong thì nó là có cái các túi phình ở bờ mép, là tự vì nó sẽ vận chuyển ra ở cis. Các túi dẹp từ phía cis thì các liên hệ với nhau để chuyển, để chuyển các chất tổng hợp từ cái lưới đậu sinh chất và bộ máy Golgi. Cis do đó người ta phân biệt là đầu cis và đầu vào, là Golgi nhận sản phẩm đầu tiên từ lưới đậu sinh chất có hạt. Còn đầu trăng, phía trăng là đầu ra, là đối diện với cis, là có túi dẹp Golgi cuối cùng là để đưa các chất đi ra ngoài. Thì Golgi vẫn nằm gần cái lưới đậu sinh chất, nó sẽ tiếp nhận các protein đã được tổng hợp. Phần còn lại của Golgi như mặt trăng thì nó sẽ có cái hạt tích tụ lớn hơn thì gọi là hạt đặc. Thì từ bộ máy Golgi, cái hạt chuyên chở này các loại protein đi đến các nơi mà nó cần. Ngoài ra bộ Golgi nó cũng chứa các loại men khác nhau. Trong quá trình mà lycosin sulfurin hóa phân đổi protein là nên khởi đầu thu nhận cô đặc tích trữ và các sản phẩm tổng hợp ra từ lưới đậu sinh chất. Cái cầu Golgi thì nó tắt từ các túi dẹp chứa các sản phẩm tiết mà vận chuyển từ hệ thống lưới và giao sản phẩm đến nơi thu nhận. Thì khi mà cái phần trans thì nó sẽ có các túi lõm á, thì khi mà nó nhận các sản phẩm từ cái lưới đậu sinh chất có hạt thì nó sẽ bao lại và nó giao đến nơi sản phẩm cần cái sản phẩm đó. Do bộ Golgi nó có thể có một hoặc là nhiều hệ thống isoson. Chức năng là nó có vai trò hoàn tất các tạo các sản phẩm bào tương, thu nhận xác định nơi đến các sản phẩm bào tương đó. Và nó có tính phân cực. Lưới đậu sinh chất có hạt thì cho ra các hạt chuyên chở các protein mới tổng hợp đến bộ Golgi để tiếp tục xử lý. Khi mà nó nhận các protein từ cái mạng lưới nội chơi lưới sinh chất mà có hạt á, thì nó sẽ đóng gói lại như nãy mình nhìn thấy hình ha, rồi phân nó đến cái đúng cái nơi đang cần, hoặc đến cái bào quang hoặc đưa ra ngoài tế bào, còn đó chứ tiếp thì nó sẽ phóng ra ngoài luôn. Nó cũng một phần nó góp phần tạo nên các tiêu thể, nó lycosin hóa các glycoprotein của chất nhầy, làm rõ chất tiết. Ngoài ra nó cũng tạo lên một cái thể đầu của tinh trùng. Và cơ quan tạo ra phần lớn là cấu trúc áo tế bào. Bộ máy Golgi là trở thành cái bào quang biệt hóa các loại màng tế bào. Đây là nó cũng tương tự luôn. Nó cũng có nhân. Nó cũng có Golgi nó chuyển qua. Thì đây là hệ thống ha, từ cái mạng lưới nội chất có hạt nó sẽ hấp thu và nó di chuyển đến cái phía trans, nó
đến chuyển đến liu sơn, đến cái màng tế bào hoặc là những cái cơ quan đặc biệt khác. Đây là màng trans nè, là khi mà nó tổng hợp từ cái hệ thống lưới nội sinh chất có hạt, nó sẽ chuyển qua đây thì màng cis sẽ nhận, và sau đó nó chuyển qua thì trans sẽ đóng gói, nó sẽ đóng gói và nó sẽ chuyển đi nơi những nơi nhận, nơi cần đến, và đưa ra tế bào và chuyển đến những nơi nào cần. Do đó những cái khi nào mà cần thì nó sẽ phát tín hiệu thì để cho nơi sản xuất thì sản xuất đúng cái người cần thôi, nơi cần thôi, chứ nó không có sản xuất quá số lượng, nó sẽ dẫn đến nó đột biến. Đây là những hình ảnh mà nó có thể gây ra đột biến. Nó không có liên hệ, nó không có chuyển được qua đây. Là nó protein nó liên quan trong cái lưới nội sinh chất của hạt. Và nó đột biến ra đa dạng B, đa dạng A. Này là nó bị trong cái hồ máy origin nên nó không có chuyển được cái chất ra đây. Nó có hai dạng. Thì nó sẽ so sánh, tự nhiên nó chẳng là những cái túi dẹp, do đó nó chỉ so sánh luôn là nó phân biệt cũng là nằm trong tế bào chất hết, nhưng cái hạt thì gần nhân hơn, trơn thì xa nhân hơn, còn Golgi thì nằm trong tế bào chất, nó gần với thành để nó chuyển các chất đi ra ngoài. Về cấu trúc thì lưới nội chất có hạt thì những xoang dẹp, hệ thống xoang dẹp và ống thông nhâm, còn kia là cái kênh hẹp. Còn bên Golgi là hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau. Tất cả đều là có một màng. Và chức năng thì bên hạt này là tổng hợp protein, còn trơn là tổng hợp lipid với đường và phân hủy ha. Còn Golgi thì gắn các nhóm đường và protein để tạo tổng hợp ở lưới nội sinh chất có hạt, tổng hợp các hormone, từ đó tạo ra các túi và có màng bao bọc như là túi tiết, sozoph thu gom bao gói chuyên nổi gì đó để chuyển qua nơi cần nhận. Đó là lưới nội sinh chất và bộ vân si. Có nhằn quá không? Không hiểu gì luôn. Không hiểu cái nào. Không hiểu cái nào. Không hiểu cái nào. Xéo này nhìn rồi xé, nhưng mà nhìn không hiểu hơn mà lưới nội sinh chất này là không hiểu chỗ bao chỗ Golgi à, chỉnh hả, không hiểu phần nào ạ, không hiểu hết. Nói chung cái này nó rút gọn thì nó rút gọn ở trong cái bản rồi đó. Mình chỉ hiểu là phải có nơi tổng hợp thì phải có nơi di chuyển, mà muốn đi tổng hợp thì phải có người yêu cầu, giống như mình order hàng vậy đó. Mình muốn mua hàng, mình cần thì mình mới mua, mình order thì bên kia họ mới bán, họ mới tổng hợp. Thì ở đây là như là một hệ thống mà nó luôn nói với nhau để hoạt động tế bào những diễn ra tốt hơn. Thì trong đây là có lưới nội sinh chất thì nó có hai loại, một loại có hạt là ribosome và không hạt là, và không có hạt ribosome là trơn. Thì ribosome là chức năng nó là tổng hợp protein, còn trơn không có ribosome do nó tổng hợp lipid và lipid, thì cả hai đó đều tổng hợp những chất cần thiết trong cơ thể mình, à, đường, đạm, mỡ ha. Thì đó chính là nơi tổng hợp, sau khi tổng hợp xong nó sẽ chuyển qua cái hệ bộ máy Golgi. Bộ máy Golgi nó sẽ nơi tiếp nhận, giống như shipper vậy đó, thì nó sẽ chuyển nơi nào mà cần. Được chưa?
Thì nói em nói như cái đời thường chắc là dễ hiểu hơn. Còn mình nó học mông lung à, nó dày bao nhiêu, nó là túi dẹp, ở bên kia túi ống, rồi cái hệ thống nó xoan nó mỏng, nó dày bao nhiêu, tiếp xúc với mạng thì cái đó thì hơi cái chi tiết, thì cái đó là mình chỉ học thôi. Nên tóm lại cái hệ thống này nói gói gọn như vậy đó. Còn khi nào mình học đến cái duy truyền á, thì mình sẽ học rõ hơn về cái phần là từ ADN sẽ chuyển đến tổng hợp lên protein. Còn ở đây mình chỉ giải thích ở lưới nội sinh chất có hạt, tại sao nó có ribosome, tại sao cái lưới nội sinh chất nó lại có hai loại, tại vì nó phải tổng hợp những cái cần thiết. Nếu mà tất cả nó chỉ có một loại có ribosome là loại có hạt, thì lipid và lipid ở đâu tổng hợp ra cho cơ thể và tế bào? Do đó cái gì nó cũng có phân hóa chức năng rõ ràng, thì chính như chức năng của nó sẽ thành cái cấu trúc của nó. Đến đây hiểu chưa? Vậy là qua nha. Qua được chưa? Hay là để coi cái hình xí ha? Để coi có cái... Nó tóm lại nó có nhiều đó thôi á. Nhiều đó thôi. Cái đó miên man là chuyện mình chỉ thấy nhấn mạnh là tại sao nó có ribosome thôi. Mà chính vì có ribosome nó mới kéo theo nó tên sao mới có protein, chứ không mình nói nếu là sinh chất có hạt tổng hợp protein, nếu mà mình chỉ học như đó mình cố hiểu tại sao có, thì mình mới nói tại vì nó có ribosome. Mà chính là ribosome nó được tổng hợp, ribosome thực tế nó cũng là protein thôi. Thì khi đó nó sẽ tổng hợp cái protein ribosome. Rồi khi mà có dấu hiệu là nói là tôi còn tổng hợp protein khác nữa, thì ribosome nó sẽ có hai chữ đơn vị, nó sẽ kết hợp lại trên nó kết hợp lại trên cái ARN thông tin để nó tổng hợp tiếp để ra protein. Thì đó là cấu tạo chức năng của nó. Mình chỉ biết là có ribosome để tổng hợp protein. Chứ còn nếu mình học chung chung đó là lưới nội sinh chất có hạt tổng hợp ra protein, còn lưới nội sinh chất trơn thì tổng hợp ra đường và mỡ, thì cái mình cũng sắp không có nhớ đâu. Còn nếu mình nhớ có hạt là ribosome, protein. Còn không hạt và trơn là hai loại còn lại là đường và lipid. Đó là cái để mình dễ nhớ, từ mình suy ra từ cấu trúc của nó mình sẽ ra cái chức năng nha. Còn đây chỉ là hình ảnh mình giải thích thêm để cái coi là ribosome nó làm gì thôi, để sau khi mà tổng hợp ra protein. Thank you.
đến là năng lượng và chuyển hóa. Mình sẽ trình bày được cấu trúc thi thể, chức năng, các thành phần của thi thể và quá trình chuyển hóa năng lượng trong thi thể. Bên thi thể người ta nói giống như nhà máy sản xuất năng lượng. Thi thể thì nó sẽ có trong cái tế bào eukaryote mà thôi, chứ nó không có trong cái tế bào prokaryote. Đường kính trung bình 0,5 đến 1 micromet, có thể hình cầu, hình bầu dục, hình que hoặc hình trụ. Nó cũng có chứa ADN luôn, cũng có cấu trúc màng đôi với kép luôn, và có cơ chế tổng hợp protein tương tự như bào tương, trong bào tương, và có cơ chế nhân đôi giống vi khuẩn. Nên cái số lượng thi thể trong các cơ quan khác nhau nó cũng sẽ khác nhau. Đây là hình ảnh của thi thể. Nó cũng có hai màng, màng trong, màng ngoài, áp lít lắm. Và có chất nền. Các chất nền này nó cũng như là cái tế bào chất nền mặt. Nó sẽ tham gia các phản ứng, nó có các chất ở trong đây. Thì nó sẽ tham gia các phản ứng. Protein thì chủ yếu là cái porin, nó chiếm 50%. Nó thấm thụ động ATP và coenzyme trong cái khoảng mà màng ngoài. Nó có một khoảng gian màng thì nó rộng 20 nanomet. Nó chứa nhiều enzyme kinase, nó giúp vận chuyển ATP ra ngoài. Nên nó sẽ dự trữ đó. Nó cũng là nơi chứa H cộng, ion H cộng, tạo sự chênh lệch điện thế, chênh lệch pH, làm ra cái chênh lệch H cộng Rayan nồng độ. Còn màng trong thì cái tỷ lệ protein nó chiếm 3/4 khối lượng. Nó thì thấm chọn lọc, ngoài ngoài là thấm tự do hen. Nó trong cái màng trong thì nó chứa phức hợp của chuỗi truyền điện tử, cái phức hợp ATP synthase và các protein vận chuyển chất xuyên màng. Đó, màng trong. Màng trong mình nhìn nó sơ nó cũng có giống tương tự như màng sinh chất mình học. Nên các màng nó cũng cấu tạo giống nhau, nhưng nó có chỉ sát khác một số đặc điểm thôi để nó đúng cái chức năng của nó. Nó chứa chuỗi truyền điện tử nè, ATP synthase nè. Màng trong của thi thể nó cũng giống tương tự như cái màng lipid của mình nè, đã học từ sáng của màng sinh chất. Thì tất cả các bào quang trong cơ thể nó cũng là có cái màng tương cấu trúc màng giống nhau, đó màng lipid kép. Nó có chuỗi chuyển điện tử và các protein và các kênh đó, nó sẽ chuyển qua, nó tham gia các phản ứng và enzyme. Này là enzyme, enzyme thực chất nó là protein nha các bạn. Thì trong cái chất nền mà nãy mà là matrix á, thì nó có chứa hỗn hợp các enzyme ADN phần đôi, ARN, ribosome thi thể. Thì bộ gen thi thể người nó chứa 16.569 capase, 60 codon mã hóa cho acid amin và gen, cho 22 ARN vận chuyển. Một số codon dịch mã trong thi thể khác với mã di truyền toàn thể. Nó giống như một cái cơ thể nhỏ, nó cũng có đầy đủ để nó tổng hợp cho nó. Đó là các codon. Đây quá trình của chuyển hóa ATP để tổng hợp năng lượng cho tế bào. Ở hai cái quá trình đặc biệt của thi thể và tổng hợp năng lượng và dự trữ năng lượng. Để tổng hợp xong và ở đâu cần năng lượng thì mình sẽ cho. Nên nó là nơi cung cấp, tự tạo ra và tự cung cấp. À, thì chính như vậy nó đã tạo ra trong quá trình hóa tế bào. Ở đây mình cũng nói luôn quá trình hóa tế bào luôn. Thì nó sẽ trong ra trong tế bào oxy hóa dinh dưỡng kèm tổng hợp ATP luôn. Nó sẽ chuyển hóa từ đường chất béo protein sẽ thành ATP. Oxy sẽ là chất nhận điện tử cuối cùng, còn hợp chất hữu cơ là chất cho điện tử. Đó là chuỗi chuyển điện tử.
Và trong đó khi mà thực hiện cái quá trình này thì nhờ các enzyme là coenzyme NAD và FAD, đó là chất chức năng tử. Các giai đoạn trong quá trình hóa của mình thì có 3 giai đoạn đường phân. Không biết các bạn còn nhớ không, thì nó sẽ bắt đầu là từ cái cơ chất là glucose, và cơ chất cuối cùng của nó là 2-pyruvate. Ngoài ra nó có 2 NAD và 4 ATP, và trong quá trình đường phân nó tạo ra 4 ATP. Còn chu trình prep thì là 1 glucose nó sẽ tạo ra 2 ATP. Còn chuỗi truyền điện tử thì nó tạo ra đến 38 ATP. Tất cả năng lượng này nó sẽ tích trữ lại dự trữ. Trên đường phân nó xảy ra trong cái tổ chất, cái chất cuối cùng tạo ra là pyruvate và tạo ra hai năng lượng, thì nó tổng hợp ra cái glucoside, nó tham gia vào, nó tạo ra cái chất acetyl CoA coenzyme để tham gia vào chu trình prep, nó phải tạo ra 6 CO2 và cũng tạo ra ATP. Cái này thì tạo ra chất nền, do đó chất nền nó quan trọng, nó chứa nhiều chất và tham gia vào quá trình trao đổi chất chuyển hóa luôn. Đây hệ thống chuyển điện tử, nó cũng tạo ra ATP. Hệ thống chuyển điện tử chính là NAD và FAD, đó là những cái coenzyme nó sẽ chuyển điện tử. Đó là hệ thống chuyển điện tử ha. Đây là chu trình prep. Mấy bạn còn nhớ chu trình này không? Đi học là hai chu trình nổi tiếng rồi chưa, là quá trình hợp phân, chu trình prep và cái chu trình citric nữa. Tất cả đều tạo ra là ATP hết. Đây là chuỗi chuyển điện tử nè. Điện tử nó từ NAD nó đi vào thông qua phức hợp 1. Còn điện tử phát Ro 2 thì đi vào thông qua phức hợp 2, chuyển từ 1, 2 ở phức hợp 3 thì thông qua coenzyme Q, và chuỗi điện tử phức hợp 4 thì nhờ cytochrome C. Ở đây là nguyên quá trình mà mình thấy nó sẽ tạo ra ATP trong những giai đoạn nào đó. Nó sẽ tạo ra một tháp và tạo ra hai cái tiên thể.
sai về tinh thể nha. Vậy hôm qua bài mới nha, bài này mấy bạn có thắc mắc gì nữa không? Bây giờ mình qua cái loại bầu quang khác là tiêu thể và perisison. Perisison ha, là hai cái bầu quang khác. Cái nào đơn giản thì nói chung là sẽ những cái bầu quang quan trọng ha. Về đọc sách thì thôi. Còn cái đó khi nào mà ngày cuối cô lớp hay là cô lớp qua môn mà còn đi con em muốn hiểu mà con phải đọc rất sâu. Vì mấy cái cơ quan này là cơ quan quan trọng để tổng hợp hoạt động duy trì hoạt động tế bào. Khi nó cái chức năng nó ít hơn thì để mình sẽ dạy sau. Không quan trọng mấy cái chính, còn cái gì mà phụ mình có thể về coi chứ. Bây giờ mình qua một cái màu quang khác. Không lên nữa. Điều nãy mình tóm lại chưa em? Cái tinh thể là cái gì nè? Nó là một nhà máy năng lượng tổng hợp và dự trữ và phân phối năng lượng cho các nơi khác. Thank you.
thì chưa. Tiêu thể, tiêu thể là lysosome và peroxisome khác nữa, hai loại. Tiêu thể là lysosome và nó bắt nguồn từ hai chữ kết nối nhau ha, là lysis là tiêu hủy và soma là thể, là thể tiêu hủy và tiêu thể. Quan phân hủy của tế bào và đổi mới của cơ quan. Dấu hiệu đặc trưng nhận diện tiêu thể là pH thấp trong chất nền. Tiêu thể thì nó chứa các enzyme thủy phân và protein vận chuyển màng. Nó cũng cái màng nó cũng cấu trúc y chang như là màng sinh chất của mình. Cũng là lớp thì biết đẹp, cũng có protein và enzyme phân hủy bên trong. Nghe chữ tên của nó là tiêu hủy, mình cũng biết là cái là xử lý rác của tế bào, phân hủy các đại phân tử từ quá trình thực bào và phân hủy thực phẩm tạo ra các đơn phân tử, các mảnh vỡ tái sử dụng nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như là cái hồng cầu của mình đi, thì cái đời sống của nó là khoảng 3 tháng. Do đó là nó phải tự phân hủy, rồi những thành phần của hồng cầu nó sẽ tích trữ lại để nó tái tạo thành những tế bào hồng cầu mới. Chính vì vậy mà mình kiểm soát đường huyết là sẽ sau 3 tháng. Thì cái quá trình tiêu thể thì quá trình tiêu thực bào và tự thực bào. Thì tiêu thể thì có hai loại, tiêu thể thứ cấp và là tiêu thể sơ cấp. Thì tiêu thể thứ cấp thì có tiêu thể sơ cấp cộng với túi thực bào hay túi tự thực. Thì túi thực bào là do sự bắt lấy của vật thể từ bên ngoài, còn túi tự thực là nó tạo do mạng lưới nội chất bao lấy các bào quang hư cũ, thì đó là tự thực. Thực bào là những cái thực thể lạ vô thì nó thực bào. Còn
Còn tự thực là tự bản thân nó sẽ tự tiêu hủy những cơ quan cũ để tạo ra những cơ quan mới. Mình đến Peroxy sau. Đến nay mấy màu quay này mà lúc này nó có chức năng đơn giản hơn là những cái màu quang khác. Cho nên mình lướt qua để tiếp những màu quang hơn. Peroxy sau thì nó cấu tạo gọi là một màng đơn, cũng có chứa enzyme oxy hóa và cũng có khả năng tự phân chia. Thường thấy ở gan, nó giảm hình tàu, cấu tạo nó cũng có đa dạng nữa. Nghe cái tên mà peroxisome thì nó hơi nghe giống là peroxida, là H2O2, enzyme tạo ra H2O2 á, thì nó hơi tương tự. Thì ở đây nó chính từ cái tên nó, mình có thể nói được là nó là tạo ra, thực hiện phản ứng oxy hóa tạo ra sản phẩm là hydrogen peroxide H2O2. Và nó dùng cái enzyme catalase để phân hủy hai này tạo thành nước, hoặc sử dụng nó để tham gia vào các quá trình oxy hóa các thành phần khác. Cái enzyme mà chứa trong peroxisome á thì nó sẽ khử hydro ra khỏi các gốc của cơ, tạo ra H2O2. Rồi cái H2O2 này nó sẽ oxy hóa các hữu cơ, hay là cái men nó sẽ phân hủy. Thì quá trình hình thành á, cái peroxisome này thì nó là có hai loại protein nó hình thành. Nó đứng trên cái bóng chồi của mạng lưới nội chất để tổng hợp nên cái peroxisome, cái protein này ha. Rồi cái peroxin khác thì được dịch mã trên các ribosome bào tư, hoặc nhập bào và nhập bào vào bên trong các peroxisome. Là nhờ có hai cái loại protein này. Đó là peroxin đó. Nó được tổng hợp từ ribosome của bào tương hoặc tờ từ lưới. Và nó cũng phân chia bằng chất phân bào thôi. Đó là hai bào quang tiếp. Bây giờ mình qua cái màu quang khác ha. Bây giờ mình qua nhân tế bào và lướt qua cái chu trình tế bào, chu kỳ, các chu kỳ của tế bào. Nghĩa là tóm lại là cái tiêu thể, là mình nghe cái tiêu thể là mình biết là nó bảo vệ.
những cái mà khi mà không hủy màu quang cũ ấy, thì các chất liệu trong cái màu quang đó nó sẽ được dự trữ để tổng hợp cái màu quang mới làm khác. Ngoài ra thì cái chất lạ xâm nhập vào ấy, thì nó sẽ tiêu hủy để cho nó bảo vệ tế bào của nó. Còn peroxide thì nó là nó sẽ tạo ra trong quá trình oxy hóa tạo ra cái CO2. Sau đó cái enzyme catalase sẽ phân hủy CO2 hoặc là HCO2 sẽ oxy hóa các chất cơ khác. Đó là chức năng của hai loại màu quang đó. Bây giờ mình qua đến cái màu quang là nhân. Nhân tế bào. Nhân tế bào là cái nơi mà nó lưu trữ thông tin di truyền mà các loài nó sẽ cố định cái di truyền đó. Thì khi nói đến nhân mà nói đến di truyền thì mình sẽ nhớ đến là ADN, nhân đôi, phiên mã, dịch mã, tổng hợp protein. Tất cả nó đều là từ cái một khuôn mẫu ADN hết. Thì hầu hết tế bào người đều chứa một nhân. Một số ngoại lệ, hồng cầu thì không có nhân, đó là do sự tiến hóa. Nó sẽ lõm chứ không có là nhân trong đó. Chỉ có hồng cầu sơ thì mới có nhân. Còn nhân mà có đa nhân phân hủy thì đó lại là bạch cầu trung tính. Còn một nhân vẫn là như là lympho hoặc là mono thì vẫn là một nhân. Còn tế bào gan, tế bào tuyến bạch thì 2 đến 3 nhân. Ha, thì đây nè. Nhân hình cầu tròn trụ đường kính 1-3 micromet. Hình dạng của nhân phụ thuộc vào hình dạng tế bào. Vị trí của nhân cũng phụ thuộc vào từng loại tế bào luôn. Ví dụ nằm ở trung tâm tế bào hay nằm ở đáy lớp đất, nằm ở vi. Ví dụ nằm ở trung tâm là tế bào lympho, nằm ở lớp đáy là biểu mô trụ đơn, và nằm ở ngoại vi là tế bào cơ vân. Đây là mạch cầu nha. Mạch cầu hơn. Đó. Tại sao mình đã nhân lập bào quang đặc biệt là thông tin di truyền? Truyền cũng thế này nè. Thế này. Thì nhân, mình thấy nó sẽ có cái nhân con. Có những sắc thể. Chất nhiễm sắc hoặc có hàng nhân, lỗ hàng nhân để trao đổi ha. Trên hàng nhân có lỗ hàng nhân nó cũng sẽ trao đổi, chứ không phải là nó cũng như các hàng khác nó cũng có sự trao đổi. Thì màng nhân á thì nó dài 40 năm hơn hết. Màng trong và màng ngoài và khoảng gian màng. Màng ngoài thì nói với mạng lưới nội chất nhám là nội chất có hạt hồi nãy mình học á, và màng trong gắn với lamina nhân và những cấu trúc khác. Chức năng nó hàng rào ngăn cách và là nơi trao đổi chất giữa nhân và bào tương. Nên nói là lưới nội sinh chất thì nó gần nhân hơn, và phía ngoài nó là một bên là tiếp xúc với nhân, ở bên là phía ngoài là cái bào, cái tế bào chất. Thì nó có khoảng ngoại vi nhân, cái màng ngoài, màng trong, còn các cái lỗ này hạch nha. Màng lưới nội sinh chất trơn, phía ngoài là đây nội sinh chất có hạt bao quanh con nguyên nhân. Lát nữa mình sao mình sẽ hiểu tại sao mà nó lại gần cái lưới nội sinh chất có hạt. Thì so sánh màng nhân và màng tế bào, màng nhân thì không có khả năng phục hồi. Một số tế bào thấm vào tế bào qua màng sinh chất thì không vào được nhân. Và màng nhân không liên tục, nó có lỗ nhân.
là nãy mình thấy cái sàn nó từng đoạn á, thì nó sẽ cách nhau ở cái lỗ nhân. Đó là lỗ nhân ha. Lỗ nhân này thì nó hình phễu, đường kính khoảng 60 nanomet, gồm 8 phần đơn vị. Đại phân tử ra rồi vận chuyển thì sẽ di chuyển từ nhân ra bào tương thông qua lỗ nhân này. Đó là lý do mà tại sao mà cái quá trình mà tổng hợp sao chép phiên mã nó sẽ liên quan từ nhân mà qua bào tương là cũng có thông qua các lỗ nhân này. Bây giờ mình sẽ coi cái vận chuyển ha, vận chuyển phân tử qua phức hợp. Thì bất cứ cái gì xảy ra trong cơ thể mình đều có một cái chất là phát tín hiệu hoặc là kiểm soát để mình biết cái gì cần và không cần. Nhân cũng vậy, hay là cái lưới nội sinh chất cũng vậy, đều phải có cái chất nào chỉ thị kiểm soát để cho mình biết à mình sẽ cần tổng hợp. Thì đây là nó có sẽ có tín hiệu và nhận biết bởi cái inporin, là những protein tariofarin chuyên vận chuyển vật chất qua nhân ha. Thì quá trình vận chuyển qua nhân được điều hòa bởi chất gọi là brain. Đây là hình ảnh, nó muốn qua nhân nó phải có sự cho phép của chất đó, chứ không phải là cái chất nào nó cũng cho qua. Tổ chức bên trong nhân thì có nhiệt nhân và nhiễm sắc thể. ADN là một đoạn của nhiễm sắc thể đó các bạn. Và chất nền. Thì trong cái những cái bào quang thì tất cả mình đều có là màng nè, chất nền và nhân, hoặc là những cái nó có hai loại gì đó, ví dụ như là tinh thể thì mình có chất nền matrix và cái mạng lưới và các chất hoàn toàn trong cái chất nền đó. Thì dịch nhân cũng vậy, thì nó là chất nền là hỗn hợp protein kiểm soát chức năng nhân, là kiểm soát về sao chép DNA, phiên mã và vận chuyển ARN. Chất nhiễm sắc thì có dị nhiễm sắc, đồng nhiễm sắc, vĩnh viễn và tạm thời nhiễm sắc thì có hai loại ha. Thì đó là cấu trúc của nhiễm sắc thể. Nên nó là có hai mặt, có hai mặt đơn nó có cách kết nối với nhau và có các nucleotide là bắt nối theo, ví dụ như là A, T, G, X thì nó nối với nhau mà cầu nối, nó tạo nên cái mặt đôi sống khép. Cái này là nó khác với so với cái nhân thờ, nhân sơ ấy, là bên nhân thử nó có cái protein histone thì cái nhiễm sắc thể nó sẽ quấn quanh, nên khi mà nó thực hiện các quá trình như là nhân đôi, sao chép, phiên mã thì nó sẽ tháo xoắn, nó tách khỏi protein histone này để nó tham gia vào cái chu trình mà nó thực hiện. Thank you.
nhân thì cũng nằm trong nhân luôn. Bắt màu đậm nó trung tâm nhân, có một hoặc hai hạt nhân. Thấy rõ nhất ở kỳ trung gian và biến mất trong suốt kỳ giữa và tái xuất hiện ở kỳ cuối. Là phần phụ nhân, không có màng. Nó nằm bên trong nhân. Đây là thành phần của hạt nhân tâm sợi thì chứa ADN. Thành phần sợi mắc màu đậm thì chứa ARN. ARN thông tin. Còn thành phần hạt thì mắc màu nhạt hơn thì chứa protein ribosome. Nghĩa là trong hạt nhân nó có các thành phần để mình có thể làm sao chép hạt nhân nhân đôi hoặc phiên mãn. Chức năng hạt nhân nè thì nó cũng là nơi tổng hợp protein ribosome ARN chứ. Ribosome ARN vùng tổ chức hạt nhân có chứa gen mã hóa cho ribosome ARN ribosome. Tại vì muốn tổng hợp cho protein thì mình phải có ribosome. Do đó khi mà một cái cơ quan nào nói là tôi cần tổng hợp protein thì lập tức nó phải tổng hợp cái ribosome, ARN ribosome. Do đó người ta dùng cái một khi ta chứa UV thì quá trình tổng hợp ribosome, ARN ribosome không có việc và hạt nhân biến mất, chứng tỏ hạt nhân nó đóng vai trò trong quá trình tổng hợp ARN ribosome. Và enzyme phải cần thiết tổng hợp nó hiện diện đúng trong vùng tổ chức hạt nhân thôi. Nên những cái cơ quan nào mà nó bị mất hạt nhân, bị đột biến thì nó sẽ không tổng hợp được ARN ribosome, thì lúc đó nó cũng sẽ không tổng hợp được protein. Đây là ribosome thì nó có hai tiểu đơn vị, tiểu phần nhỏ và tiểu phần lớn. Thì khi mà nó tổng hợp protein thì nó sẽ bắt lên cái ARN thông tin. Đây là ARN thông tin. Nó gắn lên ARN thông tin và nó tổng hợp ra chuỗi polypeptide và tổng hợp lên protein. Đây là nó giải thích là trong quá trình mà gắn kết ấy. Thì cái tiểu đơn vị nè, tiểu đơn vị nhỏ thì 40S là sợi ARN ribosome 18S và gần gắn với là có 33 protein. Còn cái mà tiểu đơn vị lớn ấy, thì là có sợi ARN ribosome là 5S, sợi ARN ribosome 28S, 58S và 49 protein. Cái câu này cũng là câu mà thường người ta hỏi thi ha. Độ lắng là gì ạ? Đây là cấu tạo á, nó là cái đơn vị á, tiểu đơn vị. Cái đơn vị của protein thì nó gồm có những cái thành phần ở trong đó. So sánh cái ribosome thì nó có hai loại ribosome, là có loại nó tự do trong cái tế bào chất và có loại thì nó gắn trên lưới nội sinh chất có hạn. Thì nó sẽ ribosome tự do nó sẽ tổng hợp ra các protein của tế bào ha, một chuỗi acid amin ngắn dẫn đường đến hơi nhậm thôi. Còn đối với cái lưới sinh chất có hạn thì nó sản xuất protein tiếp. Chuỗi acid amin đầu tiên là tín hiệu tiếp nhận và protein trước trong các nang được vận chuyển. Riboflavin là những liên kết. Thì nó có hai loại khác đó đối với tổng hợp ribosome. Nhân á,
thì trong đó là nó có hạt nhân, mà trong nhân đó thì có nhiều sắc thể, thì nhiều sắc thể là ADN. Thì khi mà muốn mà tổng hợp protein thì mình phải có cái quá trình thao sáng nhiễm sắc thể trên cái protein exome. Nó sẽ lấy một đoạn thôi, tự dọn nhiễm sắc thể của mình rất là dài. Thì đối với mỗi đoạn gen nó sẽ biểu hiện một cái cấu trúc protein khác nhau. Thì nó ví dụ như nó nói là tôi cần protein gan, thì nó sẽ tổng hợp, nó tìm đúng cái protein đó. Cái đoạn gen mà biểu hiện ra cái protein đó, nó sẽ tháo sáng và nó sẽ tổng hợp ra, nó sẽ nhân đôi phiên mã ra ARN thông tin. Từ ARN thông tin đó nó sẽ chuyển ra ngoài, từ trong nhân nó sẽ chuyển ra ngoài và ARN còn chuyển ra, thì nó sẽ chuyển ra để nó tổng hợp nên các axit, cái polypeptide. Từ ARN thông tin đó, nó sẽ phiên mã ra một đoạn, thì khi mà phiên mã ra những đoạn đó thì nó sẽ ra những cái đoạn mà có nghĩa và vô nghĩa. Dựa vào những đoạn có nghĩa vô nghĩa đó, nó sẽ cắt tiếp. Nhưng nếu mà quá trình cắt của nó đúng thì nó sẽ tạo ra những cái protein đúng. Còn nếu quá trình nó cắt sai thì nó sẽ tạo ra những protein vô nghĩa. Nên không phải là cái khi mà phát tín hiệu ra tổng hợp protein, không phải lúc nào cũng phải đúng. Nên nó cũng sẽ có quá trình sửa sai. Nó coi nó cắt là những đoạn vô nghĩa có đúng hay không. Và sự tái tạo lại các đoạn vô nghĩa đó, nó hình thành ra các dạng protein khác nhau. Nhân và xung quanh nó là cái lứa đầu sinh chất có hạt. Thì sức thể này nó trong nhân như nãy mình đã học, thì mỗi cái sức thể nó sẽ chứa một cái đoạn ADN. Mỗi ADN sẽ biểu hiện ra một kiểu hình, tạo ra một cái protein. Mỗi protein biểu hiện kiểu hình khác nhau. Sau đó cái mạch mà ARN thông tin đó là nó được tổng hợp từ khuôn mẫu của ADN. Sau đó ARN này nè, nó sẽ di chuyển ra ngoài tế bào chất thông qua cái lỗ nhân. Đó là tại sao mà đàn nhân nó không liên tục. Bởi vì nếu nó kín lại thì khi mà tổng hợp này thì nó không thể ra để tổng hợp được tiên. Khi nó ra ngoài đó là ARN thông tin. Đây là ARN vận chuyển. Nó có gắn axit amin ha.
Nghĩa là từ những cái nucleotide mình sẽ đọc ra thành những cái acid amin. Ví dụ như choline hoặc là lysine hoặc là nọ, thì nó dựa vào cấu trúc đó, nó gọi là mã cơ bộ ba này, nó đọc ra và nó tạo ra cái chuỗi polypeptide. Mà nó mau sắn lại để thành cái cấu trúc gọn của protein của nó. Ở giữa nó là kỵ nước và luôn có chênh lệch và nồng độ cho các chất hòa tan ở phía hai, ở hai phía màng, gọi là gradient nồng độ. Thì các phân tử qua màng nó cho cái phân tử nào qua và không cho phân tử nào qua, và qua bằng cách nào, thì đó là cái chức năng của màng. Nó có sự phân hóa rõ ràng. Thì đối với phân tử nhỏ thì nó sẽ cho chất tan, còn đối với phân tử chất tan thì nó dùng protein màng. Và đối với phân tử có lớn hơn thì nó sẽ kết hợp với màng. Ví dụ như là nãy cái protein á, sau khi tổng hợp nó sẽ tạo thành cái túi á, và nó chuyển đi, thì nó sẽ vận chuyển cái kiểu đó, như là đưa cái protein tổng hợp đi qua những cái cơ quan cần. Thì đó là những phân tử có lượng lớn. Ví dụ như protein, đây là khuếch tán. Và đối với những hạt có kích thước nhỏ nha, hồi nãy mình coi rồi ha, khuếch tán là dành cho các hạt nhỏ, còn chất tan thì protein màng, và phân tử lớn là kết hợp với màng. Mình nhớ ha. Đây là lớp lipid nè, ở giữa màu xanh đó ha. Thì đó là hiện tượng khuếch tán dành cho những phân tử nhỏ. Thì khi có sự chênh lệch nồng độ như nãy mình nói ha, chênh lệch gradient nồng độ thì lập tức nó sẽ có sự khuếch tán đối với những phân tử nhỏ. Thì nó sẽ đi từ cao đến thấp để nó cân bằng nồng độ hai bên, nó không gây cái áp lực thẩm thấu. Hay như là không biết các bạn nhớ ngày xưa là có học cái mình lấy cái tế bào củ dền á, có nhớ không? Dạ. Khi mình bỏ muối vào á thì lập tức là cái màu bên trong củ dền nó ra, thì nó theo từ cái thấp qua cao để nó trung hòa hai bên của màng cho nó cân bằng. Nó từ cao qua thấp, từ thấp qua cao là thẩm thấu. Là khuếch tán là sự di chuyển ha, như nãy nói rồi. Khuếch tán là một quá trình thụ động, không cần năng lượng, mà chỉ có sự chênh lệch cái gradient nồng độ là tự động nó chuyển qua thôi, chứ không cần năng lượng. Đó là thụ động.
Đây là những chất mà phân tử mà nó có tán được qua màng tế bào. Đó là oxy, CO2 và nước. Mặc dù nó cũng có phân cực đó. Oxy thì không phân cực, CO2 và nước thì phân cực, nhưng rất nhỏ nên vẫn có tán được. Nếu mà sự chênh lệch cái nồng độ mà càng cao thì nó có tán sẽ càng nhanh. Khi mình thấy sự chênh lệch bên trong tế bào nè, lập tức là nó có sự có tán ở ngoài mặt tế bào. Khi mà cân bằng hai bên thì nó sẽ không có sự có tán. Rồi ray gian thì khác nhau giữa hai bên màng ha, thì tốc độ có tán càng nhanh. Còn nhiệt độ cũng là các yếu tố ảnh hưởng đến sự có tán nè. Chênh lệch cao, tốc độ nó cũng có tán nhanh. Nhiệt độ cao thì nó cũng ảnh hưởng đến có tán nhanh hơn. Diện tích bề mặt càng lớn cũng càng nhanh hơn. Tự nhiên nó có nhiều đường, đường nó rộng thì nó đi nhanh hơn. Và loại phân tử quy ra kích thước càng lớn thì sẽ càng chậm hơn. Do đó mình thấy sự có tán là một quá trình thụ động không cần năng lượng. Nó sẽ cho những cái phân tử nhỏ đi qua thôi. Thì sự có tán nó sẽ ảnh hưởng những yếu tố như là cái nồng độ sẽ trên lệch ra, nồng độ càng cao thì sự có tán càng nhanh. Diện tích càng cao, càng rộng thì nó cũng có tán nhanh. Nhiệt độ càng cao nó cũng có tán nhanh. Và phân tử càng nhỏ thì có tán nhanh hơn những phân tử lớn. Mặc dù nó vẫn là những phân tử nhỏ đó, nhưng điều những cái phân tử nào nhỏ hơn sẽ có tán nhanh hơn phân tử lớn hơn. Đó là sự có tán. Còn mình qua sự thẩm thấu ha. Cái khuếch tán với lại thẩm thấu thì khác nhau. Cái kia là radian nồng độ, còn thẩm thấu thì mình liên quan đến sự nồng độ của phân tử. Nồng độ phân tử mà càng cao, từ nơi sự khuếch tán thì nước từ nơi có nồng độ phân tử cao đến nơi nồng độ phân tử thấp. Liên quan đến nhược trương, ưu trương và đóng trương mà hay là xưa giờ mình cũng đã từng học á. Và đến vận chuyển các chất tan và khối lượng khối lớn nha. Mình đã qua các chất nhỏ rồi đó, bây giờ đến cái chất tan là nó có protein. Vận chuyển chất tan thì mình phải cần có protein để đưa nó ra, chứ nó không có tự qua theo cái khuếch tán và thẩm thấu. Vận chuyển chất tan thì mình phải cần có protein. Đây là những cái protein, protein kênh nè, protein mang. Kênh là cái kênh này nó mở thì nó được đi qua, còn không mở thì nó không được đi qua. Còn carrier protein đó là nó sẽ có hai này, nó mở ra rồi vô đây, rồi nó mở ra cho vô đó, rồi đến đây nó đóng lại thì nó là mang vô trong. Thì nó có hai loại để vận chuyển là nhờ cái protein vận chuyển. Do đó hồi sáng có bạn hỏi là nước thì sao mà qua ta đi qua được màng á, thì nước sẽ qua theo trường hợp bất tán á, còn nói chất tan thì nó sẽ đi qua theo con đường protein màng. Hồi sáng mình thấy có protein ngoại vi và protein khảm. Thì đây nó chia ra là protein tải và protein kênh. Cái tên này nó liên quan đến chức năng á.
hai loại vận chuyển, đó là đơn vận và hiệp vận. Thì hiệp vận nó có đồng vận và đối vận. Như sáng cô nói, đồng vận ví dụ như là glucose vào thì sẽ có natri vào. Đó. Còn đối với cái tim đi, thì natri vào thì kali ra. Thì khi natri vào thì sẽ canxi vào. Thì nó sẽ có đối vận đó, để lúc nào nó cũng phải cân bằng cái điện giải trong và ngoài màng. Đơn vận là protein mang ha, là vận chuyển một chất qua màng cách độc lập, không kèm vận chuyển chất khác. Thì cái protein mang này mang một chất đó cho vào thôi. Còn hiệp vận là hai hiện tượng, hai phân tử khác nhau đồng thời qua cùng một vị trí trên màng, trong đó một chất được vận chuyển ngược chiều ra dăng. Giống như hồi nãy cô nói là ion. Thì protein tải là protein kênh á, là nó thay đổi cấu hình để mở cái bên kia màng để chuyển qua thôi. Đó, nhìn thấy nó mở rồi nó đen qua, nó quăng qua. Để nó vận chuyển nó chất tan kiểu đó. Protein kênh. Protein kênh thì nó phức tạp hơn ha. Thì nó tạo cái thành cái hầm xuyên qua màng. Cái phân tử phân cực ion có thể đi qua mà không còn phải tiếp xúc với lipid. Mà nó cũng phải cho phép nó mở kênh mới được đi. Trong quá trình này nó đòi hỏi phải có năng lượng nha, nha. Thì nó mới mở kênh. Ngoài ra, ngoài những cái vận chuyển nhờ protein đó, thì nó còn có nhập bào. Vận chuyển nó chất từ ngoại bào như sáng giờ mình cũng có nói. Nhập bào không đặc hiệu và nhập bào qua trung gian thụ thể là thực bào. Còn xúc bào thì nó ngược lại với nhập bào thôi. Như vì các chất tiết hay gì nó xuất ra ngoài. Có hai kiểu là xuất bào liên tục và xuất bào có kiểm soát. Đó là xuất bào. Nó hợp với các màng để đưa ra. Nhập vào mà nó qua cái không gian thụ thể là sử dụng cái protein để tạo cái lỗ, cái túi mặc áo, nó cũng là cách hấp thu ẩm vào. Cái phương thức vận chuyển hiệu lắm. Thực bào là dạng nhập bào đặc hiệu này. Những hạt kích thước lớn, kể cả vi sinh, tế bào chết được tế bào hấp thu qua cơ chế giả túc và nhập màng. Thì đó là đây là cái thực bào là nó liên quan đến vấn đề mà giống như những cái tác nhân hại mà xâm nhập á. Thì khi mà nó phát hiện ra này không phải là tế bào của mình, là lập tức nó sẽ thực bào liền, nên nó bảo vệ tế bào nó. Đại thực bào, bạch cầu hạt trung tính. Thì có hai loại tế bào này nó thực hiện, đó là đại thực bào và bạch cầu hạt trung tính nha. Thì thường mà mình thấy là cơ thể mình mà cái bạch cầu khi mà nói đến liên quan kháng thể đó, thì người ta hay liên quan đến là bạch cầu, cái miễn dịch của cơ thể mình. Khi mà cơ thể mình bệnh á, sốt thì lập tức bạch cầu sẽ tăng. Đó là cái cơ chế cơ thể mình tự bảo vệ, nó sẽ tăng cái số.
nó vi trùng. Khi mà vi khuẩn vào đó thì cơ thể mình sẽ tạo ra kháng thể. Đại thực bào lập tức xuất hiện và ăn nó. Cái phần vận chuyển vật chất qua màng. Và các bạn nghĩ các em có còn thắc mắc gì nữa không? Ngoài ra nó còn có cái ba cơ chế là ẩm vào ba cái.